Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong những trang cổ thư bí ẩn và quý giá nhất của nhân loại. Năm Thìn Tỵ luôn được ghi nhớ như là một thời khắc đỉnh cao của sự chuyển mình vũ trụ, khi sợi dây mỏng manh giữa thiên giới nhân gian và cõi âm đột ngột đứt đoạn. Những lời tiên tri xa xưa vẽ nên hình ảnh về một đại nạn không thể tránh khỏi, nơi tam giới bị cuốn vào cơn lốc thanh tẩy bởi một sức mạnh siêu nhiên vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Cơn gió vô hình từ vũ trụ sẽ quét sạch mọi điều tội lỗi, tham, sân, si. Một trận đại thử thách dành cho cả nhân loại nhưng chưa từng có trong lịch sử. Như là sự thử thách này không chỉ dành cho con người, ngay cả các vị thần linh cao quý tưởng chừng như là bất khả chiến bại cũng không thể thoát khỏi số mệnh của mình. Kiếp nạn lần này sẽ không chừa một ai, định mệnh của họ cũng bị cuốn vào dòng xoáy quyền bí, không một lời cảnh báo trước, không một nơi nào để ẩn náu. Từ những góc xa xôi của dải ngân hà, các tín hiệu kỳ lạ đã bắt đầu xuất hiện. Những âm thanh dị thường vang vọng như là một lời nhắc nhở đến từ một chiều không gian khác. Đó là những dấu hiệu không phải ai cũng nhận ra, nhưng với ai đủ tỉnh thức thì lời cảnh báo cho một cuộc đại biến đang đến gần. Những bí mật ẩn giấu hàng thiên niên kỷ sẽ dần dần được hé lộ. Những cánh cửa đã bị niêm phong từ lâu sẽ mở ra, kéo loài người vào vùng tối của số phận, nơi mà những thử thách chờ đợi cuộc đại thanh lọc đang đến gần. Liệu chúng ta đã sẵn sàng để đối mặt với những gì sắp xảy ra? Thiền sư Văn Phong, một bậc thầy với sự hiểu biết sâu xa về trời đất và vũ trụ, đã truyền lại một lời tiên tri đầy u ám và bí ẩn. Lửa từ trời sẽ giáng xuống, nước dâng lên, nhấn chìm thế gian, và chỉ còn lác đác vài người sống sót. Kẻ mạnh, kẻ yếu đều trở nên vô nghĩa. Trong kiếp nạn lần này, lời sấm truyền như vẽ lên một bức tranh tăm tối về tương lai, nơi mà thiên nhiên không còn khoan dung với con người. Lửa và nước là hai yếu tố đối lập nhưng đầy sức mạnh, sẽ hợp nhất trong cơn thịnh nộ của vũ trụ, biến cảnh vật thành tro tàn. Lương thực thì khan hiếm và sự tồn tại của con người chỉ còn là một cuộc chiến đấu vô vọng. Liệu con người có thay đổi trước khi mọi thứ quá muộn, hay là sẽ phải chứng kiến một cuộc tàn phá đến từ cả tự nhiên lẫn chính tâm hồn? Những lời tiên tri cũ đã mô tả chi tiết những nỗi kinh hoàng của kiếp nạn, từ nạn đói lan tràn, dịch bệnh không ngừng bùng phát đến sự sụp đổ của trật tự xã hội. Loài người trong những trang tiên tri của ông thì đại nạn Thìn Tỵ được nhắc đến như là một kiếp nạn mang tính hủy diệt toàn bộ. Chỉ những ai mang trong mình lòng thiện thì mới có cơ hội sống sót. Ông đã cho biết rằng chỉ khi vượt qua được kiếp nạn này, con người mới thật sự được gọi là bất lão. Liệu đây có phải là lời cảnh tỉnh cho nhân loại để chuẩn bị tinh thần cho một thử thách còn lớn hơn những gì lịch sử đã từng chứng kiến? Vậy đại nạn Thìn Tỵ thật sự là gì? Liệu đó có phải là những tai ương khủng khiếp sẽ xảy ra vào năm 2024 và năm Ất Tỵ 2025 sắp tới hay là không? Để tìm ra câu trả lời, chúng ta phải khám phá sâu hơn qua những lời tiên tri quyền bí được ghi lại trong cuốn sách Nhật Nguyệt Thần Thị, một trong những tác phẩm tiên tri được coi là mạnh mẽ và bí ẩn nhất của Nhật Bản. Tác phẩm này được sáng tác bởi hiền giả Okamoto vào giữa thế kỷ 20. Okamoto Thanh Mây, một người nổi tiếng với khả năng giao tiếp cùng cõi vô hình, được biết đến nhờ năng lực đặc biệt của mình, nhìn thấy và nghe được những thứ vượt ngoài tầm cảm nhận của con người phàm tục. Vào ngày 18 tháng 4 năm 1944, giữa lúc Thế chiến thứ hai sắp đi đến hồi kết, sự tàn phá của chiến tranh vẫn bao phủ khắp mọi ngóc ngách của nhân loại. Nỗi đau và mất mát dường như đã nhấn chìm tất cả, khiến cho con người gục ngã trước nỗi thống khổ không thể đong đếm. Trong màn đêm dày đặc của sự tuyệt vọng, nhân loại tìm kiếm một tia sáng mong manh dù nhỏ bé để níu giữ niềm hy vọng. Chính lúc ấy, giữa không khí đầy u ám và sự nặng nề của thời cuộc, một nhóm các học giả cổ sử đã cùng nhau quyết định thực hiện một nghi thức bí truyền, nghi lễ phù kê cổ xưa với Okamoto Thanh Mây chủ trì. Họ đã tin rằng với sự dẫn dắt của ông thì nghi lễ này có thể mở ra cánh cửa kết nối với các thế lực siêu nhiên từ cõi xa xăm, và hy vọng của họ không chỉ dừng lại ở việc thấu hiểu số phận của cuộc chiến mà còn tìm ra lời giải cho vận mệnh mịt mờ của cả nhân loại. Giữa thế giới mỏng manh của sự sống và diệt vong, buổi lễ diễn ra trong không gian ngập tràn khói nhang và tiếng tụng niệm. Tất cả đều chìm đắm trong sự yên lặng trang nghiêm, chỉ còn lại âm thanh của những lời cầu khẩn, tiếng nến cháy. Khi câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra, kết cục của cuộc chiến này sẽ ra sao và số phận loài người sẽ như thế nào, bỗng một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Cả căn phòng như là chấn động, không gian trở nên nặng nề. và trên sàn xuất hiện một dòng chữ bằng ánh sáng tiên tri Nhật Nguyệt Thần. Dòng chữ ấy tuy ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa một bí ẩn sâu xa, như thể là vũ trụ đang truyền đạt một thông điệp mà chỉ những ai đủ sự tỉnh thức mới có thể hiểu rõ. Mọi người trong căn phòng ấy đều ngỡ ngàng cố gắng giải mã những từ ngữ kỳ lạ này, nhưng không ai có thể hiểu thấu hết ý nghĩa của nó. Ngay lúc ấy, cảm giác mơ hồ và bất an đã lan tỏa trong không gian, như là một lời nhắc nhở rằng vận mệnh của thế giới đang nằm trong tay những thế lực siêu nhiên mà con người khó có thể kiểm soát. Những ngày sau đó, chuỗi sự kiện bất thường bắt đầu diễn ra trên khắp thế giới. Từ những trận động đất kinh hoàng, bão tố dữ dội đến dịch bệnh bùng phát khắp nơi, tất cả như đang góp phần vẽ nên một bức tranh về một tương lai không mấy sáng sủa của những sự kiện này, dường như là ứng nghiệm với dòng chữ quyền bí Thiên Chi Nhật Nguyệt Thần. Điều mà họ nhận ra sau này là thông điệp ấy không chỉ là một lời thiên chi, mà còn là một dấu hiệu của những biến cố khủng khiếp đang cận kề. Dù đại nạn Thìn Tỵ vẫn còn là một ẩn số mà không ai có thể khẳng định rõ ràng về hình thức hay là thời điểm chính xác, nhưng qua những lời tiên tri này, một điều trở nên rõ ràng là sự biến đổi của vũ trụ là điều không thể tránh khỏi. Trong hành trình phát triển của loài người, thách thức lớn lao sẽ đến, và chỉ những ai có tâm thức sáng suốt, lòng can đảm, niềm tin mạnh mẽ mới có thể vượt qua. 2 tháng sau, vào ngày 10 tháng 6, hai người bạn của Okamoto Thanh Mây đã mời ông đến thăm một ngôi đền cổ kính ở tỉnh Chiba, nơi thờ phụng vị thần mang tên là Thiên Nhật Nguyệt Thần, vị thần mà dòng chữ tiên tri đã nhắc đến. Ông cảm thấy có một chút băn khoăn vì trước đó ông không hề biết về sự tồn tại của ngôi đền này. Sự trùng hợp kỳ lạ đã làm dấy lên trong lòng của ông những suy nghĩ sâu xa về vận mệnh. Nhưng điều mà ông không ngờ tới là cuộc đời đầy quyền bí của mình sẽ thực sự khởi đầu từ chính ngày định mệnh đó. Sau khi thực hiện lễ bái, Thanh Mây nghỉ ngơi trong một căn phòng nhỏ của ngôi đền. Bỗng dưng ông cảm thấy một cơn đau nhói bất ngờ xuất hiện ở trán và lan xuống cánh tay phải, như thể có một thế lực vô hình đang điều khiển cơ thể của ông. Ông không thể cưỡng lại sự thúc ép, liền lấy giấy bút ra và bắt đầu viết. Bàn tay của ông không còn dưới sự kiểm soát của chính mình, liên tục vẽ ra những ký hiệu kỳ lạ, những con số bí ẩn và các ký tự katakana bằng tiếng Nhật. Những ký tự đó như là những dòng chữ trong một cuốn thiên thư quyền bí mà ngay cả chính Okamoto cũng không thể hiểu được. Trong trạng thái xuất thần, Thanh Mây đã vô thức viết ra những dòng chữ kỳ lạ, nơi mà một chổi ký tự và con số hiện lên một cách quyền bí. Chữ dạng thập, cử bát, hữu thất thập lục, hữu tứ nhất hữu, ngũ đối diện. Với những ký hiệu này, ông không khỏi bối rối, nhưng linh cảm sâu sắc từ kinh nghiệm phù kê trong quá khứ đã mách bảo cho ông biết rằng những biểu tượng này không phải là ngẫu nhiên. Chúng chứa đựng một thông điệp vượt qua ranh giới của con người, lời nhắn từ cõi vô hình mà chỉ những ai thật sự giác ngộ mới có thể thấu hiểu. Ông bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của từng ký tự, chữ dạng, gợi lên trong tâm trí của ông hình ảnh của sự trường tồn và viên mãn trong Phật giáo, biểu tượng của sự vĩnh cửu và hòa hợp. Thập ngay lập tức liên hệ đến thập tự giá của Cơ Đốc giáo, biểu tượng của hy vọng và sự cứu chuộc nhân loại, nhưng dãy số bí ẩn còn lại như là đang nhắc đến điều gì đó cao siêu hơn, một thông điệp mà chỉ những linh hồn đủ nhảy bén mới có thể giải mã, cảm nhận được sự thiêng liêng đằng sau các ký hiệu này. Okamoto Thanh Mây không đơn độc trong nỗ lực giải mã, ông đã tìm đến những nhà quyền học lỗi lạc và các chuyên gia về ký tự cổ, với hy vọng kết nối được mảnh ghép cuối cùng trong câu đầy bí ẩn. Sau nhiều lần thử nghiệm và nghiên cứu sâu rộng, chân lý đã dần được hé mở. Phật Đà và Chúa sẽ cùng đồng hành cứu độ muôn loài. Kỷ nguyên đó không chỉ mang theo sự hòa bình và thịnh vượng về mặt của vật chất, mà còn đánh dấu sự hồi sinh tâm linh sâu sắc. Nhân loại sẽ bước vào một thời kỳ mà tinh thần và tâm hồn được khai sáng. Sự hợp nhất giữa các tôn giáo sẽ tạo ra một thế giới nơi lòng nhân từ và trí tuệ dẫn dắt mọi hành động. Đây không chỉ là lời hứa về sự cứu rỗi, mà còn là một tầm nhìn về tương lai, một tương lai mà con người sau khi vượt qua mọi thử thách sẽ tìm lại được chính mình trong sự bình an và chân lý. Tuy nhiên, trước khi ánh sáng của sự tái sinh tỏ rạng, nhân loại sẽ phải đối mặt với những thử thách khốc liệt. Thử thách lớn nhất trong lịch sử đó là cuộc khảo nghiệm tối hậu để quyết định ai sẽ được cứu rỗi. Chỉ những ai biết rèn luyện cả thân thể và linh hồn, chuẩn bị đầy đủ cho thời khắc chuyển đổi mới có thể vượt qua, nếu không họ sẽ bị nhấn chìm trong cơn sóng hủy diệt. Đây không phải chỉ là một cảnh báo dành riêng cho Nhật Bản, mà là một lời cảnh báo cho toàn nhân loại. Trong quá trình viết ra những lời tiên tri này, ông Thanh Mây đã trải qua những hiện tượng kỳ bí đến khó tin, Có những ngày ông chỉ sống nhờ vào một quả táo hay là một miếng bánh nhỏ, nhưng vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Một lần trong thời kỳ chiến tranh, khi đang ngồi trong đền thờ, ông đã nghe thấy một giọng nói vang vọng trong tâm trí, rõ ràng và đầy quyền lực. Thanh Mây, hãy rời khỏi đây. Lời cảnh báo này lặp lại suốt 3 ngày, khiến cho ông không thể làm ngơ, và tin rằng đó là lời nhắn từ thần linh. Ông quyết định từ chức tại đền và rời đi. Vài ngày sau thì một quả bom rơi trúng ngôi đền. Nếu không nghe theo lời cảnh báo, có lẽ ông đã gặp thảm họa. Dự ngôn của ông Thanh Mây đã chỉ rõ vào ngày 13 tháng 6 năm 1944, Đức và Ý sẽ sụp đổ khi toàn thế giới đã liên kết lại và tiến về Nhật Bản. Đúng như là tiên tri, vào ngày 28 tháng 4 năm 1945, Mussolini bị hành quyết và ngày 9 tháng 5 cùng năm, Đức Quốc xã đã đầu hàng vô điều kiện. Nhật Bản, thành viên cuối cùng của phe trục, đứng trước sự sụp đổ, không thể tránh khỏi. Dù chính phủ vẫn cố giấu thông tin này, binh lính vẫn được tẩy não rằng Nhật Bản là quốc gia thần thánh và không thể thua cuộc. Tuy nhiên, cuốn sách Nhật Nguyệt Thần Thị đã lan truyền trong quân đội, và những người đọc được đã nhận ra sự thật đau lòng: Nhật Bản sẽ thất bại. Nhưng sự thất bại đó không phải là dấu chấm hết. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã phục hưng giống như là lời tiên tri đã dự đoán trong suốt 80 năm qua. Cuốn sách Nhật Nguyệt Thần Thị gần như không bao giờ sai lệch. Khi đã dự đoán các sự kiện lớn, mỗi khi biến cố xảy ra, người dân lại có thể tìm thấy sự ứng nghiệm của các lời tiên tri trong cuốn sách thần bí này. Những lời tiên tri ấy không chỉ mang theo lời cảnh báo mà còn thắp lên tia hy vọng cho nhân loại rằng sau mỗi cơn bão luôn có ánh sáng của bình minh, chờ đợi theo nhiều tài liệu cổ và những tiên tri từ các nền văn minh khác. Hai năm 2024 và 2025 được dự đoán là giai đoạn khởi đầu của những biến cố mang tính cách mạng, có khả năng định hình lại toàn bộ cục diện của nhân loại. Những lời sấm truyền về đại nạn Thìn Tỵ đã xuất hiện trong nhiều văn bản cổ xưa và tiên đoán về một chuỗi sự kiện thanh lọc khốc liệt sẽ quét qua toàn cầu. Những thiên tai lớn, sự bất ổn xã hội và địa chất sẽ đẩy con người vào những thử thách chưa từng có trong lịch sử. Từ khan hiếm lương thực, sự sụp đổ của các trật tự chính trị, đến những thay đổi địa chất gây ra động đất, thảm họa, tất cả đều là các dấu hiệu báo trước về một thời kỳ hỗn loạn sắp tới. Mặc dù đại nạn Thìn Tỵ vẫn là một bí ẩn chưa thể giải mã hoàn toàn, nhưng các nhà tiên tri cổ xưa đều nhất trí rằng chu kỳ biến đổi này là một phần tất yếu trong sự phát triển của vũ trụ. Những thử thách này sẽ làm thanh lọc toàn bộ sự ô uế, và chỉ những ai có đủ tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên cường, sự thức tỉnh tâm linh mới có thể vượt qua sự sống còn của con người. Trong thời kỳ này, không chỉ dựa trên sức mạnh vật chất mà còn đòi hỏi sự kiên định về mặt tâm hồn và tinh thần. Những tiên tri cổ đại không chỉ cảnh báo về thiên tai mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thức tỉnh tâm linh và lòng can đảm đối diện với khổ nạn của thế giới. Thế giới đang đứng trước một ngã rẽ, và câu hỏi đặt ra là liệu nhân loại có đủ sức mạnh và niềm tin để vượt qua những thử thách lớn lao này hay là không. Các dấu hiệu của quá khứ và những sự kiện sắp tới chỉ là minh chứng cho việc vũ trụ đang chuyển mình, thúc đẩy nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới và đầy biến động. Theo như lời tiên tri, giai đoạn trước và sau năm 2020 là những năm then chốt trong quá trình biến đổi này. Thời kỳ này được xem là giai đoạn chuẩn bị với 10 năm vừa qua và 10 năm tiếp theo sẽ định hình toàn bộ tương lai. Đặc biệt năm 2024 năm thì được dự đoán sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, và 3 năm sau, đó là vào năm 2027, thế giới của Đức Phật Di Lạc sẽ dần xuất hiện. Thế giới này không chỉ là sự tái sinh của loài người mà còn là một cuộc đại thanh lọc toàn diện, quét sạch mọi điều xấu xa từ nhân giới, thần giới đến quỷ giới, đưa toàn bộ vũ trụ vào trạng thái tinh khiết tuyệt đối. Quá trình tái sinh này được tiên đoán là một cuộc đại thanh tẩy chưa từng có trong lịch sử. Cuộc thanh lọc sẽ loại bỏ tất cả những gì ô uế xấu xa để xây dựng lại thế giới thành một nơi tràn đầy ánh sáng và sự hài hòa. Khi quá trình thanh tẩy hoàn tất thì thế giới mới của Đức Phật Di Lạc sẽ trỗi dậy, một thế giới nơi mặt trời và đất hợp nhất, ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi, và sự hòa hợp giữa thần linh và con người sẽ trở thành hiện thực. Đây là thời kỳ mà nhân loại sẽ sống trong an lạc thịnh vượng, không còn sự hiện diện của khổ đau. Trong cuốn sách tiên tri, Mai Hoa Thi cũng đã dự báo về một kỷ nguyên mới, nơi ánh sáng sẽ soi đường cho mọi sinh linh. Thời đại này sẽ là thời đại mà thần và người hòa hợp cùng nhau sống trong hòa bình và giác ngộ. Trong thế giới ấy, tất cả chúng sanh sẽ được soi sáng bởi trí tuệ vô biên, hưởng thụ một thời kỳ vĩnh hằng của sự thanh tịnh và phúc lạc. Trời và đất sẽ hòa làm một, mở ra một thời đại mới nơi ánh sáng và sự thật thống trị, đem đến hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả. Tuy nhiên, trước khi bước vào kỷ nguyên tươi đẹp ấy, nhân loại và cả vũ trụ sẽ phải trải qua một giai đoạn đầy gian chân, đau khổ giống như là cơn đau đớn của sự sinh nở trước một cuộc tái sinh vĩ đại. Giai đoạn này sẽ là thử thách cuối cùng để thanh lọc tất cả những gì không thuộc về thế giới mới. Không chỉ con người mà cả chư thần, thậm chí toàn bộ vũ trụ sẽ phải chịu được những biến động lớn, những thách thức chưa từng có. Khi quá trình thanh tẩy này hoàn toàn, một kỷ nguyên mới của sự thanh tịnh và ánh sáng sẽ trỗi dậy, mở ra cánh cửa dẫn đến một tương lai hoàn toàn mới, nơi mà hy vọng và phúc lạc sẽ lan tỏa khắp mọi nơi, mang đến một tương lai đầy hứa hẹn cho toàn bộ chúng sinh. Trong những trang đầu tiên tri của cuốn Phù Tang trên trái đất, lời tiên tri như là một màn sương mờ bao trùm lên tương lai, nơi thế giới sẽ phải đối mặt với những biến động khủng khiếp vượt xa trí tưởng tượng của con người. Trong chương 5, với những dự báo đen tối về Nhật Bản, vẽ nên cảnh tượng một sự thay đổi toàn diện, tàn khốc. Nhật Bản sẽ không còn như trước. Khi sấm dữ từ đại dương sẽ nhấn chìm bờ biển phía đông, những hòn đảo nhỏ sẽ biến mất mãi mãi dưới lòng biển. Nhưng khi nước rút đi, từ phía tây, những vùng đất mới sẽ hiện ra như là một điềm báo về sự tái sinh đầy nghiệt ngã. Hình ảnh của một Nhật Bản đang biến dạng chìm sâu trong sự hủy diệt mang tính biểu tượng về một thế giới cũ, bị xóa nhòa để nhường chỗ cho một sự khởi đầu khắc nghiệt và đầy bí ẩn. Vùng đất mới xuất hiện không chỉ về mặt địa lý mà còn là biểu tượng cho một trật tự mới, một tương lai mà không ai có thể dự đoán rõ. Tiến xa hơn trong cuốn sách, chương 12 mở ra một thế giới nơi các thế lực cổ từ lòng đất trỗi dậy, nơi thế giới đang chờ đợi những khoảnh khắc từ hàng ngàn năm trước. Những kẻ khổng lồ bị giam cầm trong bóng tối của trái đất giờ đây thức tỉnh. Với mỗi bước chân, chúng giẫm nát các thành phố, xé toạc bề mặt của trái đất. Đất đai, sự trở lại của chúng mang theo cơn thịnh nộ của thế giới đã ngủ quên, một sự trả thù của tự nhiên trước lòng tham và sự tàn bạo của nhân loại. Những sinh vật này không chỉ đại diện cho sự tàn phá mà còn là biểu tượng của những quy luật bất di bất dịch của tự nhiên, những quy luật mà con người đã cố tình lãng quên trong quá trình phát triển của mình. Sự thức tỉnh này là một lời cảnh báo rằng nếu loài người không thay đổi, những gì họ sẽ phải đối mặt không chỉ là sự tàn phá của thế giới bên ngoài mà còn là sự sụp đổ từ chính bên trong. Và video đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay xin hãy cho một like và một chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.